Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay bên shop những săn bẫy của mình sẽ giới thiệu đến các bác thợ bẫy, những bác mà đam mê bộ môn chơi cuốc, một mẫu nục mà nục mới, nục cuốc hai mặt. Thì đây là một cái hàng kỹ nhé, không phải là hàng chợ. Tất cả chất liệu của nó là đều là mình nói trước là đều bằng inox 304, đây là mình sơn thôi. Thì cái sơn này có thể một thời gian có thể nó bong ra, nhưng mà chất lớp nó vẫn là chất lớp. Đấy. Thì cái nục đây nục hai mặt này. Đấy. Trước mắt là mình cứ mở ra cho các bạn xem. Thì khi đánh nục cuốc hai mặt thì nó có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là nó thoáng, nên là khi mình đi đánh ấy, thì con bổ nó không có cái độ giận. Thứ hai là khi mình có thể kết hợp với thòng, ví dụ khi hôm nay mình thực sự hôm nay mình bận, mình không có thời gian để mà đi bẫy để làm review test thực tế, thì ngày mai hoặc kia nếu mà khi mình có thời gian thực tế thì mình sẽ làm một cái test. Thế thì khi mà làm đây nhá, mình cho các bác xem gần này. Đấy. Tất cả cầu từ này là cầu từ bập bênh, nó luôn hướng lên trên nên là nó không phải là kiểu bàn đạp. Tại vì một số các bác mà tham mà mua hàng rẻ đấy, là người ta làm cái cầu từ này nó quay ngược lại, nó như cái bàn đạp ấy. Thì khi mình đi đánh ấy, mà cái chốt đây này thì nó cứ tuột dần và nó sẽ tự sập, chứ hoặc là động mạnh nó sẽ tự sập. Thế còn bản chất cái cơ cấu của cái cầu tử này là nó là cầu tử bập bênh, nó luôn luôn hướng lên nên nó đòn đánh này, nó hướng lên này đấy, nên là có dãy thoải mái thì nó cũng không, mình có nắc lên như thế nắc nữa cái đồng nó không bị sập, nó không tự động sập xuống. Thế nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái độ nhạy và độ mượt. Thế nhá, mình thử này, rất là nhẹ này đấy. Và riêng cái kiên lục này nó đều được thiết kế này đây nhé, đây là một cái chốt khóa này. Bình thường một số các anh em mà khi mình mua ấy, bị một số cái hàng chợ ấy, thì người ta không làm cái này chẳng hạn. Thì khi mình đặt xuống, ví dụ đây là một cái viên đá này, đặt xuống này là cái nút bị vây như này, hoặc là khi đặt vào chỗ cỏ cây dày là bị. Thế nhưng mà yên tâm, cái này nó chốt khi bạn đánh này, mình sẽ kéo cái này đặt đây đấy, nên là nó sẽ có cứng cái này lại. Thì khi mình chờ mà mình đánh cỏ thì mình có thể đặt cái này xuống mà mình không sợ là cái này bị vây lên. Chứ còn khi người ta không làm cái này thì khi mà mình đứng vào này, đặt vào này là nó sẽ bị vây như này, nhưng cái này gần như là nó khóa chết rồi đấy. Và khi mình chơi cái nụp này đấy thì mình có thể kết hợp với lại thòng. Sao đánh thòng kèm? Tại vì cái này nó rất là thoáng. Nếu bình thường mà các bạn mà đánh cả thòng ấy thì có thể mình cũng phải bỏ cái ná này đi. Thì khi mình đi đánh cho nào cần che ná thì mình sẽ bẻ cành cây mình sẽ che vào. Đấy, thế còn không thì mình có thể để nguyên này. Mình sẽ chặn thòng ở đây, kèm thêm hai cái thòng ở hai sườn này. Thì như một cái lồng trần luôn. Nó mà vượt qua thòng thì nó sẽ vào đây nó chết. Rất là nhỏ ạ. Và rất là nhẹ nhé, không nặng, để vừa võng xe luôn. Thì các bác mua hàng thì sẽ liên hệ theo số điện thoại của bên mình đấy. Bên mình có hai số này. Thì hôm nay thực sự là mình cũng rất muốn đi, khi làm xong hai cái nụp này thì mình cũng rất là muốn đi đánh giá thử xem, là test thử cái nụp mới của mình. Như hôm nay thực sự là mình rất là bận nên không thời gian. Các bạn nhìn này, cuốc mồi thì kêu rất là hăng này, mà chỉ hẹn hòi mỗi cái là thời gian ngặt, cái thời gian là không khó để đi này. Đấy, cuốc mồi của mình này, mình có 5 con cuốc mồi tất cả.